啊，哎，收声啦，仔，收声啦，仔。Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong tập ngày hôm nay, bọn mình sẽ đến đồi chè trái tim và vườn hoa mận, vườn hoa hồng. Và các bạn hãy cùng xem clip của mình ngày hôm nay nhé. Đi đến đây có một cái vườn su su đẹp quá các bạn ạ. Bọn mình lại dừng chân để xuống đây nhờ vào xem người ta cho vào không nhé. Đang nhờ xem người ta cho vào. Đây là quả già. Đây là quả đèn giống. Ôi, có cây hoa này đẹp quá này. Các bạn nhìn này. Vườn su su này, thích chưa? Nhưng mà người ta đang bận cúng, ngại hỏi. Chắc mình đi. À, cái đồ su su luôn các bạn. Quá. Bây giờ bọn mình đang trên đường đến đồi chè trái tim các bạn ạ. Khung cảnh ở trên Mộc Châu và Sơn La rất là đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên mình đến Mộc Châu Sơn La thôi. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ còn quay lại nhiều lần ở đây nữa các bạn. Nhìn này, thảm cỏ này. Ôi, xanh mướt, đẹp quá. Bây giờ bọn mình đang đến chỗ đồi chè trái tim. Ui, đồi chè đẹp chưa? Đây các bạn nhìn đồi chè đẹp chưa? Ôi, đẹp quá. Bây giờ bọn mình sẽ vào đây ngồi nghỉ ngơi ăn một cái gì đã. Thì bắt đầu mình có thực vực đạo. À mình cứ xem ô đấy. Chỗ ô tô mình ô mà. Mấy em đang ngồi ăn đang ngồi ăn mì tôm. Đây là con anh hay là như đây là các cháu người Mông nó đi chơi quay hoa. À. Thì cái bé bé là các cháu đi đấy. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu 12. Ôi 12 tuổi mà tự đi một mình. Cháu đi bằng cái gì không đây? Ui xe đạp, nhà cháu ở cách đây sao? Hình bé bé này bố mẹ cho tự đi chơi này. Anh Tuấn ơi, ở đây người ta trồng. Úi giời ơi, cháu có cái giỏ hoa, cô hoa đấy đẹp thế. Nhìn này. Em cháu ấy có cái giỏ hoa. Ừ, có giỏ hoa rất là xinh. Đẹp quá. Nhà mấy cháu ở gần đây không? Úi thế cháu đi một cái gì đây? Đi bộ. Đi xe của bộ. Cháu hôm nay mấy tuổi rồi? Ui 11 tuổi. Thế không đi học à? Không đi học. Ơ, thế sao có biết chữ không? Ơ, thế sao bố mẹ không đi học à? 11 tuổi, không đi học. Thế suốt ngày chỉ đi như này thôi. Cháu đang đi làm đấy cô. Đây. Đi làm à? Cháu Ngọc ngồi bên trong, ngồi ngoài thôi. Cháu cho thuê cái này. À, nghĩa là đấy chụp thuê ảnh hoa. Cháu cho bây giờ cô mà chụp ảnh với cháu cô phải cho tiền. À. Thế một ngày cháu kiếm được bao tiền? Không biết. Đây nào bóc bánh đi và mình ăn đi. Anh đâu anh? À. Trong túi ni lông đâu? Ở đây là đi làm đấy. Túi đỏ. Kiếm tiền hết đấy. Này, nếu mà kiếm tiền hết đấy. Bóc chụp ảnh với các cháu ấy là phải mất tiền. Không không đừng để đấy bóc cái gói này ra. Đấy chia ra cho mỗi cháu một cái cơm trên tay. Còn cái túi đỏ là túi đồ ăn để trên xe. Đây, em vẫn đang mở đấy. Em cháu ăn này không? Em dân tộc rất đáng yêu. Nào, bé bé đã đi làm rồi. Này con cầm này. Đây bạn trai. Ngoan lắm. Nhà cháu đông anh em không? Đây, anh Phạm trẻ rồi cái nhớ, các em tí các em ăn cơm xong là các em uống. Này là ba anh em. Bạn. Cháu có đi học à? Đi. Chị đi học rồi. À? À nhưng mà hai cháu là hai anh em đúng không? Cháu mới khỏe. Tối nay đã về chưa? Bọn em ở đây đến chiều em về thôi. Thì ở đây thì tối vào nhà ăn cơm. Cháu có đi học không? Cảm ơn anh. Ơi. Nhà anh có gì để mời bọn em? Ôi em cứ yên tâm đó. Anh có thiết kế được. Có thiết kế không? Có thiết kế được. Nhưng ngày mai mới về tối đây. Em nói đùa thế đấy, không thể. Ừ, tối vào anh ăn cơm nghỉ ngơi chơi, anh ngoài thị trấn chứ không phải ở đây. Rồi. Ừ, tối mình đi bộ. Đây là anh Tuấn này là hay đón đoàn của mình hay lên trên này. Hai mấy đoàn về sau lên cái ông thầy ở trong Sài Gòn vào đấy. Các bạn đến đây vào quán nước của anh Tuấn. Có vào đây không? Có. Quán nước cuối cùng. Anh có con dao cho em mượn.
dai không có một cái kéo gì mà. Bây giờ bọn mình lại ăn trưa bằng thịt gà này, bánh chưng này. Đi chơi này phải mang đồ ăn đi các bạn. Một cái em một buổi tối anh em ngồi uống bia rồi là. Bọn em là người tin Chúa thì chắc là em không uống bia. Ừ, không uống bia thì thôi, anh biết rồi mà, không anh cũng mời thầy thầy vợ. Nhà mình không uống bia đâu em như con nhé. Đi đường là bọn em chỉ ăn đơn giản đấy thôi nhá. Anh Tuấn à. Thế là được rồi. Ăn nhiều có nó bẹp. Chị Linh ơi. À, Ngọc cho cái bánh kẹo phát cho mấy bạn này mấy cái này. Có chưa? Mấy bạn mới này. Mấy bạn này là những bạn nào chưa có bánh kẹo. Mấy bạn này vừa mới tới này. 1 2 3 bạn à? 3 bạn. Đây mấy cho, cái... cho cháu 3 cái bánh. Cho cháu mỗi người một cái bánh. Đừng đừng cho thế Linh. Cái bánh khô ơi. Chè phải đều như nhau hoặc là kẹo. Đây, thằng cu tí này, cho cái này. Đây bác Hà này. Rồi. Đây, này. Đây thằng cu tí này. Mồm đâu? Mày nói thôi, từ từ. Thằng cu tí này. Đây một cái nữa thôi. Em đang yêu quá. Được rồi, đây. Mày bé tí là hôm nay cho nó bắt ra đi làm đấy ạ. Đi chơi đi. Phải bắt làm đâu. Đi chơi đi. Đi kiếm tiền chúng nó ăn đi. Khổ lắm. Không phải là ai bắt ra đi đâu. Chả ai bắt đi. Bố mẹ nó bỏ nhà nó không đi. Nó trốn đi. Tất cả các cháu. Mày tí bố mẹ nó cho đi ra ngoài. Ăn đi. Thế cháu này cho nhỏ của bố mẹ nó mồ côi khổ thế nhỉ. Đâu đâu. Không bố mẹ. Một cô đã nó mất rồi. Bố sao mất sớm đấy ạ? À? Chả biết được bệnh gì. Nói chung là mình mong mà đã con đã nằm một bệnh tiền không có chữa được chết. Anh Tuấn cái đôi vợ chồng à cái con bé mà hôm trước hay. Thế cháu đang ở với ai? Ở đâu rồi? Bây giờ đi mất rồi. Đi đâu? đi nơi khác rồi. À thế à? Thế hôm trước em đến đây muộn muộn thì thấy hai vợ chồng ở trong cái chỗ đốt củi đốt lửa mà trông nhà cho những người đây này. Thế cháu bé kia là ở với ông bà à anh? Cháu này ở với ông ngoại. Đây các em bé này toàn 7-8 tuổi, nhiều 10 tuổi. Rồi đi, anh Tuấn ơi, em mời anh một miếng bánh chưng. Em ăn đi. Em mời anh Tuấn ăn một miếng cho nó vui. Rồi. Đây anh phải thử cho em cái này. Lâu lắm chả lên gặp nhau. Rồi nhá. Rồi, bây giờ bọn mình sẽ ăn bánh chưng và đây là giò bê. Bánh chưng giò bê và gà ủ muối. Ôi ngon quá. Ngon lắm. Ôi bánh chưng này, toàn nhân. Hà Nội thì không có chuyện rẻ. Kìa, có khách kìa, trong ngồi kìa. Miếng giò bê đi chơi ấy mà ăn uống như thế này rất là thích các bạn. Đại tiền A này đấy. Thế bây giờ lấy vợ thì là cứ đi gặp bạn thì lấy hay là phải đi bắt về? Giờ chúng nó yêu rồi em mà. Có yêu không? Cái cháu yêu chưa? Yêu rồi. À, yêu mới lấy về. Cháu yêu chưa? Thằng này này, thằng này. Ui, có yêu rồi. Người yêu ở đâu? Trên bản. Trên bản à? Ui giời. Ê ủa, người yêu cho bao nhiêu tuổi? 10. 10 tầm 23 tuổi. Ui thế nhỉ? Thế nhưng có gặp nhau không? Ơi, thế à, hay quá. Em yêu mày tên gì? Em người yêu mày tên gì? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 9. Có yêu chưa? Ui giời, bằng Johnny đấy. Ui yêu rồi. Đây là Johnny. Người yêu bao nhiêu tuổi? Chim nó tự hót bố ạ. Chim tự hót. Người yêu bao nhiêu tuổi con? 7. Ôi trời. Đấy bà đã có hết rồi mà. Thế á? Người yêu 7 tuổi hơn Đức Minh nhiều 1 tuổi. 20 tuổi mới lấy vợ thì để người yêu già mất à. Mẹ có người yêu kia. Đâu? Có. Ừ. Có người yêu. Cháu mấy tuổi? 6 tuổi. Cháu mấy tuổi? 7. 7 tuổi. Thế người yêu mấy tuổi? 5 tuổi. 9 tuổi. Yêu được hơn tuổi à? Hơn 9 tuổi là bạn nào? Là bạn nào? À cái bạn mà à bạn bố mẹ. À cái bạn mà bố mẹ à. Ôi thế à. Đang yêu cháu. Mình đùa thôi. Đùa. 8 tuổi đấy. Có 8 tuổi đấy. À mách đánh luôn, đánh luôn. Đấy giờ đánh ngay. Trêu, không được trêu nhá. Thật mà. Thôi không phải thật đâu, bạn ấy đánh vào mông rồi. Nha. Cô thật đấy, không phải đùa đâu. Thế còn bạn này?
14 tuổi là đi vợ đấy. Thì đấy, 7 tuổi đã có người yêu rồi. Hôm nay có là đúng đấy. Được của nó đấy. Được của nó đấy. Còn ngã bây giờ ngã rồi. Còn bò bên trong cần què kìa. Ôi đồ ngã ngã ngã. Ngã cái là cái đầu đấy. Ngã thì nguy hiểm. 13, 14 tuổi đi vợ chứ vợ có biết là quần vợ. Quần rộng thế. Cả con, sao lại phải mặc quần ống rộng này để làm gì? Mình mông mặc thế. Quần quần à, gọi là quần què đấy. Quần ống què. Mà sao nó bé tí thôi biết yêu nhỉ? À, 26 chân la chào anh. Đúng rồi, đúng không? Lắc đầu không nào? TikTok à? Lắc đầu đúng nào? Hay ở đúng 26 chân la chào anh em nhá. Ừ, rồi, chuẩn đấy. Nào, TikTok đấy. Lắc nào, lắc nào. Có đúng không? Đúng không? Đúng không? Tóc phải ép ra cơ. Ép dài ra cơ. Kinh quá nhỉ. 26 chân la chào anh em nhá. Hay dạ. Kinh nhờ. Hiểu rồi, vấn đề rồi. Bé tí thì khôn vậy. Sơn Tây là 30 à? Sơn Tây đây làm gì? Hà Nội. Hà Nội 30. Hà Nội 29, 30. 29, 30. Này, không có điện thoại. Có điện thoại không? Có bình 27. Có điện thoại. Thế sao biết 26 Sơn Na chào anh em? 26 là biển số. Em biết. Nhưng ý là em biết là TikTok. Em biết cái trend đấy. Đấy. Em đang nói. Đấy. Bố mẹ có. Ai nói mà cho biết là Hà biết trả lưu. Nó làm TikTok. Có TikTok cơ? Làm TikTok. Nhưng mà có điện thoại không? Ồ, nó về cái nghịch của bố mẹ nó buổi tối. Có phải là khách của mình hay bảo là hai thằng này nó đi diễn giỏi phết đấy. Còn khách bảo là ta lát đầu chứ mẹ cũng đang diễn. Còn lấy hai thằng này làm mẫu rồi. Thế à? Đầy gậy các thứ làm hai thật. Hai cậu này mặt manh khôn này. Khôn. Ừ. Có nghĩa là đúng rồi. Chẳng mấy mà lấy vợ. Thế cháu định mấy bao tuổi đấy vợ? 20. Bao tuổi đấy vợ? Cháu 18. Cháu 18 tuổi mới đấy vợ. Các bạn này, bạn này 20. Bao tuổi đấy vợ? 20. Thế nhưng mà người yêu lấy chồng mất thì sao? Nó cứ nói thế trẻ con không biết gì đâu, cứ tầm 16, 17 này. Người yêu lấy chồng hết toàn. Sau khi ăn no thì bây giờ bọn mình sẽ vào vườn đồi chè trái tim để chơi và chụp ảnh. Cái đồi chè rất là đẹp các bạn ạ. Bây giờ mình vào đây là lúc giữa trưa nắng nên là trời thời tiết rất là nắng. Cũng may là anh bán hàng quán nước anh có tặng anh ấy cho mượn mấy cái ô để đi để che, không nắng lắm. Thực sự là thời tiết mùa đông cũng như mùa hè ấy. Ôi, đồ chè trái tim đẹp thế. Này uống đi, không có đi nó sóng sánh. Thương quá. Uống bớt đỡ đi. Uống hết hẳn đi xong đâu là vứt vào cốc thì nó đỡ phải cầm. Nhưng mà đừng có vứt nhựa ở trong này. Không, đôi khi có cái cốc này cầm đi uống cho nó đỡ nắng. Đi bạn chồng che ô cho mình đấy. Nắng nhưng mà vẫn mát. Đúng rồi, nó có cái gió. Thì anh bảo bây giờ đứng ở đây là anh chưa tìm cái shirt này cho mà quay mà chụp. À, hóa ra đợt mấy chị em Sơn Tây lên đồi chè chụp là chỗ này đấy hả? Đây, chỗ này đây. Nổi tiếng đây. Đây nhá, anh bảo em đi. Ở sao em chưa nhìn thấy hình trái tim nhỉ? Em đứng lên không. Cao. Đây, đi vào cái lối này, em đứng vào quặn giữa này để chụp có cả view núi cả mây trời. Nó không ra cái người này. Ui, đẹp lắm. Đồ chè trái tim này đẹp quá các bạn ạ. À, anh có phải là cái chè nó lên búp búp là bắt đầu người ta hái đúng không? Đúng rồi. Cái này người ta chỉ hái búp non ở đầu đúng không anh? Người ta chỉ hái 4 cái ngọn thôi đầu tiên này. Còn cái lá già bỏ đi. Lá già chỉ để uống thôi. Nó lên mấy cái lá này sao? Lá đây không lấy, chỉ lấy 4 cái búp nhỏ nhỏ thôi này. Đến cái búp thứ tư là thôi nghỉ. Ví dụ như thế này thôi này. Đấy, cái này thật là để người ta sao chè lên. Còn cái lá già người ta có thể để uống nước mát thôi. Đây cái bút này đúng không chị? Hái đến lá thứ tư thôi. Xong nó sao? Rồi sao? Sao thành chè khô của mình đấy. Ui, đồ chè rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn mà đến Mộc Châu nhớ phải đến đồ chè trái tim mình nhá. Vào đây thì không mất vé các bạn nhá. Và thảm thoải mái. Không mất vé. Đẹp quá. Mà cái anh quán nước ấy cũng rất là nhiệt tình nữa. Vào đây các bạn gửi xe. Yên tâm là anh không cần lấy phí gửi xe các bạn nhá. Bình thường chỗ khác là sẽ mất tiền gửi xe này, rồi vào sẽ phải mất tiền vào cổng. Nhưng ở đây mình thấy là mất tiền vào cổng không mất nhiều tiền đâu. Chỉ 10 mấy 5 nghìn thôi một người thôi, vào thoải mái chụp ảnh. Ui cái đồ chè đẹp quá. Tí nữa bọn mình sẽ đi vườn hồng. Vườn hồng có rất nhiều quả hồng các bạn ạ. Mình thấy cái anh ở quán nước có giới thiệu, tí mình sẽ đi. Đây là đồ chè hình trái tim. Nếu mà các bạn mà quay từ trên cao mà nhìn xuống ấy nó sẽ hình trái tim các bạn ạ. Nhưng mà tại vì mình đang đứng ở trên. Hết người sẽ không rõ.
Mình đang đứng ở trên thấp như này thì sẽ không rõ được. Ok. Mình đang đứng ở trên thấp. Rồi rồi, ok xong. Bây giờ anh sẽ dẫn ra đến cái chỗ mà bọn em sẽ nhìn thấy đúng trái tim. Đây, đi. Ra đi. Ờ đi. Hôm nay là sạch đấy, có hôm mưa bùn á, bẩn lắm. Ui, đồ trời đẹp quá. Đây này, anh ơi, chụp ảnh mà lấy cách cái núi này đẹp lắm. Vâng, biết rồi. Anh xuống mấy trên đi. Xong hai vợ chồng đứng đây này, không chỉ chụp ảnh, chỉ quay cho. Đúng rồi, tí hơn người mình đứng thế này, mình quay xuống đẹp. Đúng rồi, nhiều người hình trái tim đây. Đôi nào cưới đang yêu đến đây chụp bức ảnh này, vậy cưới cũng đẹp đấy nhỉ. Đẹp quá. Nhiều mùa rồi đứng chưa lắng. Mùa đông cứ như mùa hè các bạn. Rồi anh chị các bạn chụp rồi. Rồi anh chị chụp suốt luôn. Chụp suốt góc này rồi. Đối diện với đồi chè trái tim các bạn kìa, nó sẽ có bậc thang lên lên mà trên kia có chữ I love view. Nên các bạn nào mà thực sự có sức thì các bạn phải leo này. Leo lên này. Là Tết có người đang leo lên kìa. Leo lên chỉ chụp mỗi bức ảnh là I love view. Mình đảm bảo lên đây rất là tốn calo đấy. Đi đi. Cái chỗ vườn chè trái tim ấy đi vào khoảng một cây thôi này, các bạn nhìn này, vườn mận này sai chữ quả này, các quả mận này, ui mận mọc ra chữ rồi này. Ui chỗ kia có các cây cam nữa kìa, chữ quả đấy là của nhà dân. Ui thích lắm đấy các bạn ơi. Ui quả mận này chữ quả luôn. Đây ai, ui anh Hà đi đây. Ui người ta ra thu tiền không được kìa. Ui này, nhìn này, mận này, mận chữ quả luôn này. Đẹp thế, cây cam bên kia nữa kìa. À thế à? Ôi các bạn ơi, vườn mận này, thích chưa, quả chữ quả này. Đẹp quá. Mận ngon đấy nhở, mùa hè rủ nhau lên đây ăn mận đi. Mùa hè mà quả nó to lên thì thôi rồi luôn. Cây cam thì quả lớn mà không lên. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Và các bạn nhớ xem clip tiếp theo của mình nhé. Cho clip tới mình sẽ vào vườn hồng và vườn cam, hái hồng, ăn hồng tại vườn luôn. Cả một trải nghiệm rất là thích và thú vị. Rồi, cảm ơn các bạn và các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông bên cạnh nhận hiển thị mỗi khi mình ra clip mới nhé.